Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, hôm nay trong ngày 25 tháng 3 năm 2021, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin gửi cho 3 vị khách hàng chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì đã trưng bày tại đây những sản phẩm để khách hàng chốt đơn. Thì ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có những sản phẩm về và những sản phẩm mà được những vị khách hàng chốt đơn, và cửa hàng cũng sẽ làm clip này luôn để gửi cho khách hàng của mình những sản phẩm mà khách hàng yêu thích. Vâng, sản phẩm đầu tiên thì cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Anh đặt một chiếc đầu CD 1650GN và bên cửa hàng thì đang có 3 chiếc 1650GL. Cửa hàng sẽ chọn và test cho anh một chiếc. Và tại ở clip này thì cửa hàng cũng chưa hề dọn những sản phẩm về trong buổi tối của ngày hôm qua. Cửa hàng cũng làm clip nhanh chóng để đóng hàng vận chuyển cho những vị khách hàng có đơn chốt bên cửa hàng. Vị khách hàng xin... Cửa hàng xin gửi cho vị khách hàng có địa chỉ tại Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương là một chiếc đầu CD 1650GL nhé. Anh đã liên hệ để đặt hàng. Và vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Bắc Linh một chiếc quạt có sải cánh 30. Chiếc quạt này là chiếc quạt lửng và cửa hàng cũng đã đảo điện sang 220V rồi. Và giá của chiếc quạt này là 2 triệu đồng. Cửa hàng xin gửi cho anh Nguyễn Việt Hùng có địa chỉ số nhà 53 đường Trần Nịu, khu 5, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Linh. Vâng, anh đặt một chiếc quạt 2 triệu và anh cũng đã chuyển khoản hết cho cửa hàng rồi. Và anh về chỉ việc sử dụng điện 220V thôi nhé. Đây là những chiếc quạt nhựa rất đẹp luôn. Tiếp theo, vị khách hàng có địa chỉ tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có địa chỉ tại khu dân cư Kiên Cường 6B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là những vị khách hàng vừa mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Anh đặt một chiếc đồng hồ phù điêu 3 tạ khúc màu xanh. Vâng, chiếc đồng hồ phù điêu 3 tạ khúc màu xanh thì cửa hàng sẽ quay lại một lần. Và đây là sản phẩm đã được cửa hàng treo lên phía trên đây rồi. Vâng, chiếc đồng hồ phù điêu này thì còn rất mới, rất đẹp luôn. Và một màu rất đặc biệt, rất hiếm có. 3 tạ khúc rất mới và size rất là rộng luôn. Vâng, chiều cao của sản phẩm tới 1m1 và chiều rộng 37, chiều rộng của mặt số là 25. Cực đẹp luôn này. Đã được vị khách hàng chốt đơn sau khi sản phẩm được đăng tải lên kênh của mình. Chiếc đồng hồ này thì còn rất đẹp. Một màu xanh rất hiếm có. Trưng bày tại phòng khách thì quá là ok và tuyệt vời. Vâng, vậy những sản phẩm mà được những vị khách hàng chốt đơn, cửa hàng cũng đã gửi tới quý khách hàng rồi. Vậy những vị khách hàng quan tâm sản phẩm gì tiếp theo thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để chốt những sản phẩm mà mình có thể yêu thích. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, còn chiếc đầu 1650GL của anh khách hàng có địa chỉ tại Hải Dương thì bên cửa hàng quý vị và các bạn đang được nhìn thấy trong kia một chiếc. Và ở đây có 2 chiếc, cửa hàng sẽ chọn những chiếc đẹp nhất gửi khách hàng. Và sản phẩm thì bên cô chủ shop cũng đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.